Kỳ duyên, không mối tình nào có thể khiến tôi gục ngã. Từ mấy chục năm nay, tình yêu trai gái vẫn là thiết yếu thứ nhì trong đời tôi thôi. Chắc chắn sẽ không bao giờ Kỳ duyên tự tử vì tình. MC Kỳ duyên chia sẻ. Người tình in concert 2, Bằng Kiều, Người tình là dự án âm nhạc đặc biệt của Bằng Kiều diễn ra vào ngày 20 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh những người tình âm nhạc Thanh Hà, Minh Tuyết, Lệ Quyên, Như Ý, Bằng Kiều nhất định phải mời cho bằng được MC Kỳ duyên. Kỳ duyên đánh giá, những thăng trầm trong cuộc sống đã giúp Bằng Kiều trở thành con người hôm nay, mạnh mẽ và được khán giả yêu mến. Với người nghệ sĩ, quan trọng là có được khán giả yêu mến, ủng hộ sự nghiệp hay không. Nhìn vào Bằng Kiều của ngày hôm nay, có thể nói Kiều đã rất thành công. Kỳ duyên nhìn nhận, không sống trên dư luận, những gì thiên hạ muốn. Bản thân Bằng Kiều cũng đánh giá rất cao Kỳ duyên, khen chị là một MC giỏi đa tài. Khán giả nhìn nhận chị là một nghệ sĩ biểu diễn chứ không chỉ là người dẫn chương trình đơn thuần. Một người rẽ ngang từ công việc luật sư sang giải trí như Kỳ duyên để làm được điều này không hề đơn giản. Nhìn bề ngoài, nghề luật sư và dẫn chương trình có vẻ không liên quan, nhưng Kỳ duyên cho rằng việc học luật có lẽ cũng giúp chị chút ít trong công việc MC, là rèn cho chị sự ham đọc, ham học hỏi. Học luật phải đọc rất nhiều, không chỉ đọc về chuyên môn, Kỳ duyên còn thích đọc bất cứ thứ gì, lúc nào bận, không tiện đọc, Kỳ duyên nghe audio. Kỳ duyên thích dồn vào đầu mình những thứ mới lạ, thành ra trên sân khấu, khi có gì liên quan đến kiến thức sẽ tự bật ra. Kỳ duyên khuyên tất cả những ai có ý định làm MC là phải trang bị cho mình thật nhiều kiến thức, vì không biết lúc nào mình cần đến nó, chị nói. Trong đêm nhạc, Kỳ duyên không chỉ làm nhiệm vụ kết nối, mà Bằng Kiều dự định sẽ hát hoặc biểu diễn một tiểu phẩm. Khi biết được điều này, Kỳ duyên cười lớn. Tôi rất tự tin vì mình hát, mà có những nghệ sĩ nổi tiếng đứng bên hát hoặc bè với mình. Bằng Kiều bè rất hay, có thể bè được gam trưởng và có thể bè luôn được gam thứ mới tài. Nên có Bằng Kiều bên cạnh, Kỳ duyên rất an tâm. Đêm nhạc không chỉ kể những câu chuyện tình yêu đôi lứa mà còn là những điều đẹp đẽ về tình người sau đại dịch Covid-19. Theo Bằng Kiều, chương trình đi vào những cảm xúc trải nghiệm để khán giả ai cũng thấy mình trong đó, chạm đến cảm xúc người xem, mang đến thông điệp rõ ràng về sự yêu thương chia sẻ. Bằng Kiều cũng cho biết sau đại dịch Covid-19, anh gặp Kỳ duyên và được chị chia sẻ rất cảm động về những biến động sau dịch bệnh và tình cảm. Bản thân Kỳ duyên đã thay đổi rất nhiều, tôi nghĩ không chỉ tôi mà nhiều người sẽ cảm nhận giống tôi. Cuộc sống vô thường, ngắn ngủi, phù du, không biết ngày mai sẽ ra sao. Qua Covid-19, Kỳ duyên nhận ra một điều, sống cho chính mình, không sống trên dư luận, những gì thiên hạ muốn, chỉ cần không sống trái đạo nghĩa làm người. Ai cũng cần tiền bạc để sống, nhưng xếp theo thứ tự thì tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Không phải tiền bạc, tình yêu cũng không phải là thứ mà Kỳ duyên đặt lên hàng đầu trong bảng xếp hạng những điều quan trọng nhất đối với cuộc sống của mình. Đầu tiên là gia đình, hai là cô con gái và mẹ của Kỳ duyên. Kỳ duyên là mẹ đơn thân nên luôn tâm niệm làm gì đi nữa cũng phải đứng vững, vì mình là trụ cột duy nhất để lo cho con và lo cho mẹ. Không có mối tình nào có thể khiến Kỳ duyên gục ngã, vì nếu duyên gục ngã, cả gia đình phải ngã theo. Từ mấy chục năm nay, tình yêu trai gái vẫn là thiết yếu thứ nhì trong đời duyên thôi. Chắc chắn sẽ không bao giờ Kỳ duyên tự tử vì tình. Duyên cũng không để tinh thần mình xuống đến mức không thể làm ăn, lo cho mẹ và con được, chị tự sự. 50-60 tuổi chưa phải là hết. Với những người tình đã qua trong đời, Kỳ duyên bảo, người nào đến cũng mang cho Kỳ duyên kinh nghiệm và trải nghiệm. Những người xấu mang cho mình đau khổ, mình vẫn cảm ơn vì họ là những người thầy tốt nhất. Qua những đòn roi cuộc đời đã trưởng thành, cho tới ngày hôm nay tôi vẫn đứng vững mạnh mẽ hơn, nên những người tình làm cho mình đau khổ còn nhiều hơn những người đã mang tới cho mình hạnh phúc, Kỳ duyên nói. Có lẽ nhờ tâm thế ấy, Kỳ duyên luôn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ. Khán giả ưu ái gọi chị là người đẹp không tuổi. Trên trang cá nhân của Kỳ duyên, hàng ngàn lời khen tặng dành cho vóc dáng và người mê của nữ nghệ sĩ, dù chị đã bước qua tuổi ngũ tuần. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Kỳ duyên thẳng thắn, tôi chẳng có bí quyết gì, tôi tập luyện thể thao, ăn uống điều độ, vì sức khỏe bên trong chứ không phải ngoại hình bên ngoài. Với công việc của Kỳ duyên, gìn giữ sắc vóc để mặc đẹp trên sân khấu cũng là quan trọng, nhưng quan trọng là để khỏe. Bây giờ Kỳ duyên vẫn có thể leo được 50-60 bậc cầu thang, nếu muốn đến tháp hay đền thì vẫn có thể đi được,
vẫn có thể đánh tennis cầu lông với con mình, vẫn có thể bơi lội. Những điều đó mang đến cho Duyên nhiều hạnh phúc hơn việc lâu lâu mặc một cái váy dạ hội đẹp đi event chụp hình. Nếu tôi có thể mang niềm tin cho những người cùng lứa tuổi của mình thì đó là điều ý nghĩa nhất. 50 đến 60 tuổi chưa phải là hết, mà đó mới là tuổi vàng, vì lúc đó con cái đã lớn, sự nghiệp cũng đã có, tiền bạc cũng dành dụm được. Đã đến lúc thỏa chí lãng du khắp nơi, làm điều mình thích. Đến tuổi đó ngồi xe lăn hay chống gậy thì quá uổng.